sau, cô là sâu sâu cho người làm ơn. Cô là bờ đê cho nằm ngủ, cô là thủy thuyền cho quay vào không gian. Cô là bờ đê cho nằm ngủ, cô là thủy thuyền cho quay vào không gian. Bố là thủy thuyền cho em bay vào không xa. Bố là bờ đê cho em nằm ngủ. Bố là thủy thuyền cho em bay vào không xa. Nếu như mà Quang Đông không bận một cái chương trình sắp tới bên kia thì Quang Đông sẽ tới sáng cho quý vị, có được không ạ? Quang Đông hẹn lại quý vị một ngày gần nhất, được không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Và Quang Đông chúc cho tất cả các ông bố ngày hôm nay thật nhiều niềm vui, nhưng mà nhớ đừng có đi giống như chị vừa nói nha. Tết Trung Thu là thiếu nhi, để thiếu nhi đi thôi, đúng không ạ? Nhưng mà các ông bố không đi chơi thì không có thiếu nhi, mà không có thiếu nhi thì không có ngày Tết Trung Thu. Xin hẹn gặp lại quý vị, xin hẹn gặp. Cảm ơn tiếng hát đầy nội lực của anh Quang Đông. Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị Buzz News trên băng tần 57 trong giờ 6 giờ chiều thì chắc chắn quý vị sẽ biết rằng Hằng Ni luôn luôn sát cánh cùng với anh Tuấn để đưa đến cho quý vị những cái bản tin về thế giới quanh ta, về công nghệ. Anh em của chúng tôi không đưa đến những cái bản tin về chính trị là vì anh em của chúng tôi muốn tìm những cái bản tin nào đó vui lạ khắp nơi trên toàn thế giới, rằng khi quý vị đi làm việc mệt mỏi về, lúc bữa cơm của mình sẽ có những cái tin vui lạ nào đó để cho quý vị giảm stress. Hằng Ni luôn luôn đi bên cạnh của anh Tuấn, nhưng mà hôm nay thì anh Tuấn lại bỏ đi mất. Có một cái tiết mục rất là hay để gửi. Ngoài cái tài về truyền thông, anh Tuấn còn có cái lòng yêu âm nhạc rất là lớn. Và hôm nay anh sẽ giúp vui cho một cái ca khúc mà Hằng Ni hỏi là ca khúc tên gì. Anh nói là bí mật, không có được bật mí. Cho nên mong rằng quý vị sẽ chào đón anh Tuấn với một ca khúc tiếp theo. Xin quý vị vỗ tay cho anh Tuấn à. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, có lẽ rằng quý vị đã quá quen thuộc với anh Tuấn trên đài TV Little Sound TV. Ngày hôm nay anh Tuấn xin mạn phép gửi tới vị một ca khúc mà anh Tuấn ấp ủ bao lâu nay dành tặng cho hết tất cả quý vị, cho quý vị khán thính giả đang có mặt trên đây, quý vị đang xem đài và tất cả anh em kỹ thuật viên trong này. Rồi khi đắm say tình yêu mới, em có còn nhớ chuyện ngày xưa mà mọi món đồ đang xa bên. Em có nhớ khi mình đắm say? Hát cùng mình Tuấn nhé. Em ơi, có ai nào tình đẹp là tình yêu xưa xa? Em ơi, có ai nào đời buồn khi được sống bên nhau? Xa anh vẫn yêu em, xa em nhớ
Mong muốn đã tan rã, tôi luôn tình đã vỡ. Thật xót xa, tôi sẽ chẳng bị thương sao ra đi không quay lại. Đều tôi đã tan. Còn tim tôi trong mọi mòn, nhạc điệu anh đã chọn đời. Tại vì em sắp quá, em không nhờ anh biết hát. Vâng, cảm ơn sự cổ vũ của quý vị khán thính giả rất là nhiều. Cảm ơn Tuấn. Dạ vâng, thưa quý vị, lúc nãy thưa quý vị đã nghe hết tất cả anh Quang Đông nè, hát nhạc của Lam Phương cũng như là anh Quang Trường. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một nữ ca sĩ là một Hằng Nga nữa gửi đến cho chúng ta một ca khúc vui nhộn, thưa quý vị. Mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Hương Diễm với ca khúc Em Lần Đầu Tiên Em Nói Dối. Hương Diễm xin kính chào quý vị. Và một lần nữa Hương Diễm sẽ cởi hát một bài hát mang tựa đề là Một Lần Em Nói Dối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng, thưa quý vị, lúc nãy quý vị đã thưởng thức một màn múa của các em tại trường West Park Dance School. Và giờ đây thì Hà Ni lại có thêm một nhóm múa nữa để phục vụ quý vị hôm nay. Nhóm múa thứ kế tiếp đó chính là IYF Middle School. Và hôm nay các em sẽ trình diễn cho chúng ta với một điệu múa có tên gọi là Upside Down Dance. Thank you.